Chào tất cả mọi người, mình là Linh, năm nay mình 23 tuổi. Và ngày hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả những người nào chưa biết make up và mới tập tành make up có thể make up hàng ngày một cách thuần thục và cảm thấy vui khi mà make up mỗi ngày. Muốn đi cầy thì mình không thể nào mà không mang trâu đi được, đúng không? Món cơ bản đầu tiên đó chính là son môi. Món cơ bản thứ hai không thể thiếu đấy chính là chì kẻ lông mày. Next step item thứ ba đó chính là mascara. Và điều thứ tư, cushion. Thứ năm, phấn phủ. Đây là một cặp đôi không thể tách rời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những bước make up cơ bản nhé. Đối với những người mà mới make up thì mọi người nên chọn những sản phẩm mà hết sức là cơ bản thôi. Mọi người phải học từ dễ đến khó, đúng không? Phải thuộc tất cả các con chữ xong rồi mọi người mới học đánh vần. Cho nên là mình đã giới thiệu cho mọi người 5 sản phẩm mà mình nghĩ là tất cả những người nào mới bắt đầu cũng nên có ở trong túi đồ make up của mọi người. Thứ nhất, đấy là phần cushion. Sản phẩm cushion là một phát minh rất là vĩ đại của ngành công nghiệp mỹ phẩm. Mình nghĩ thế. Bởi vì khi mà mình sử dụng cushion thì cái làn da của mình trông cứ như là da thật luôn đó. Nhìn nó cực kỳ tự nhiên luôn. Và loại cushion hôm nay mình dùng là của BBA. Sản phẩm này thì có chứa cả thành phần chống nắng là SPF 50 cộng, chỉ số chống nắng rất là cao. Và nó có thể giúp cải thiện nếp nhăn này, điều chỉnh tông da này, làm cho da của mình trông cứ như kiểu là vừa mới đi spa về ấy. Nó rất là thật nữa. Có một cái tip để cho mọi người chọn cushion, đấy là đối với những người da dầu thì mọi người nên chọn cái tông cushion nó sáng hơn một tông để khi mà nó đổ dầu ra thì nó tiệp vào da mình là vừa. Còn đối với người da khô thì mọi người có thể tùy theo nhu cầu của mỗi người. Như mình da khô nhưng mà mình lại chọn cái tông mà nó tối hơn da của mình một tông để cho nó phù hợp với da body. Đấy, chỉ cần một bước cushion ngắn gọn như thế thôi, thế là xong. Tiếp theo, xong bước cushion rồi, để mình cố định lại cái lớp nền của mình thì mình nên có một lớp phấn phủ. Đối với những người nào mà thích một lớp nền tự nhiên thì mọi người có thể dùng phấn phủ dạng bột. Phấn phủ dạng bột thì nó sẽ kiềm dầu này, mang lại một lớp nền tự nhiên. Còn những bạn nào mà muốn nó có một độ che phủ ok hơn và làm kiểu che phủ hết lỗ chân lông ấy thì mọi người có thể dùng phấn nén. Như mình ngày hôm nay thì mình đã dùng cushion rồi nên là mình sẽ dùng phấn nén để có thể che phủ nốt những cái phần lỗ chân lông còn lại mà cushion nó không thể làm tốt như là kem nền được. Đây là một loại phấn phủ mà ngon bổ rẻ. Mình đã dùng cái hộp này là hộp thứ 2 rồi. Mình dùng cách đây là 5 năm và mãi cho đến bây giờ mình mới mua lại. Và những ngày nghỉ lễ như thế này thì mình rất là hạn chế ra đường. Nhưng mà mình có một cái thói quen rất là bệnh hoạn ấy. Đó là khi mà mình xem phim Hàn Quốc hay là bất kỳ phim gì cũng thế thôi, mình luôn luôn cảm thấy tự ti trước nhan sắc của nữ chính ấy. Thế là mình cứ phải make up, ít nhất là make up xương xương. Sau đấy thì mình mới có thể ngồi và mình xem phim được. Với cả nhá, đợt dịch như này thì mọi người cũng nên hạn chế ra đường và hạn chế tụ tập đông người. Nên là tốt nhất là mọi người nên lựa chọn cái phương pháp là mua sắm tại nhà. Tất cả những cái sản phẩm này thì mình cũng đã đặt mua ở trên mạng, cụ thể là ở trên trang Lazada. Mà kể cả là không có dịch ấy thì mình vẫn cứ mua sắm trên mạng thôi, vì mình rất là lười ra đường. Đi chợ mua rau củ quả thôi mình cũng phải đao app về. Ví dụ mình còn đao cả app Eomon và app Lotte về để mình mua rau củ quả, mình đi chợ cực kỳ tiện luôn. Thì đây, trong này những cái app đồ ăn như kiểu là VinID này, Eomon này, Lotte này, thì mình để mình đi chợ nấu cơm ở trong này ấy, bởi vì mình rất là lười. Thứ hai là một cái app để shopping online quần áo mỹ phẩm thì có Lazada này, Taobao này. À, sắp tới thì Lazada có một đợt sale rất là to, siêu to khổng lồ, giảm giá lên đến 49% và còn được miễn phí ship nữa. Nên là những sản phẩm này mình mua được với những giá rất là hời. Và đặc biệt là những cái sản phẩm của hãng Eclip và BBA thì với cái hóa đơn mua hàng trên 188.000 thì mình còn được tặng thêm một voucher 20.000 nữa. Mình thì tin tưởng mua hàng ở trên Lazada hơn là những app khác, bởi vì là ở trên Lazada có những gian hàng chính hãng của các hãng mỹ phẩm, nên điều đấy làm cho mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà mua sắm ở app này. Đấy, cái phấn phủ này làm cho bề mặt da của mình rất là láng mịn và lỗ chân lông được che phủ triệt để. Mình rất là highly recommend cho tất cả mọi người nên dùng phấn nén thì nên dùng dạng này nhá, bởi vì nó tập tụ đủ mọi yếu tố. Thứ nhất là giá thành rất là phải chăng, học sinh sinh viên bạn nào cũng có thể sở hữu được. Thứ hai là cái độ kiềm dầu của nó rất tốt. Thứ ba là nó có thể một phần nào đó che bớt được một số những khuyết điểm còn lại mà cái cushion này không thể làm tốt được nhiệm vụ của nó. Tất nhiên thì cushion mình dùng che phủ cũng khá là ok rồi, nhưng mà nó cũng không thể nào mà tuyệt đối như là mình dùng kem nền được. Mà những bạn nào mới bắt đầu rất là lười dùng kem nền, đúng không? Vì thế nên là cushion rồi đến phần nén. Tiếp theo là bút chì kẻ lông mày. Chì kẻ lông mày thì mọi người nên lựa chọn những sản phẩm nào mà dễ kẻ. Ví dụ là dạng bút như này. Kẻ lông mày của mình hôm nay mình dùng của MKUP, là một hãng mỹ phẩm nội địa của Đài Loan. Đối với loại màu chì kẻ lông mày thì mọi người nên chọn loại nào mà phù hợp với cả màu tóc của mọi người, hoặc là sáng hơn màu tóc độ 1 đến 2 tông. Mình thì mình thường chọn nó sáng hơn màu tông, tóc mình tóc đen nhưng mà mình lại không chọn kẻ lông mày nó kiểu đen quá vì như thế nó rất là bị già. Chì kẻ lông mày này thì mình rất là thích bởi vì là nó hội tụ đủ mọi yếu tố của một chì kẻ mày dạng gel, nhưng mà nó lại được đúc
thành dạng bút như này, rất là dễ kẻ. Khi mà mọi người kẻ lông mày thì mọi người nên để gương như này, xong rồi kẻ, chứ đừng để như này nhá. Bởi vì mình cảm thấy là nó khó nhìn kiểu gì á. Thông thường thì tất cả các beauty blogger khác hay dạy mọi người là nào là cái đường này nó sẽ chéo từ đâu ra đâu, nó chéo từ đâu ra đâu, nó rất là phức tạp lằng nhằng không. Nhưng mà đối với mình sẽ chỉ cho mọi người một cái cách cực kỳ đơn giản, đó là điền vào chỗ trống. Mọi người cứ thấy là lông mày của mình nó trống chỗ nào thì mọi người tô nó vào đấy, thế thôi. Trước tiên mọi người hãy kẻ từ đuôi này, kẻ một đường ở bên dưới này, cứ thấy chỗ nào mà nó khuyết ấy thì mình bù vào, khuyết này bù vào cái phần khuôn này, tạo hình khuôn nhá, đi lên này. Đó, sau khi mà mình tạo hình khuôn xong rồi thì là bé tập tô màu thôi nào. Tô phần bên trong này là chỗ nào thiếu thì mình sẽ tô nó vào. Sau đấy để cho nó tự nhiên thì mình sẽ dùng cái đầu tán này để mình tán ra. Những bạn nào mà cái phần lông mày của các bạn không có nhiều ấy thì cái phần tạo khuôn nó sẽ lâu hơn một chút xíu, thì các bạn sẽ phải bù khuyết nhiều hơn. Đấy, tóm lại là chỗ nào thiếu thì mình bù vào, thế thôi. Chứ ngồi đấy mà đo tỷ lệ thì khó lắm. Nhất là đối với những cái ông bà nào mà mới tập tành make up mà nghe mấy cái thứ vĩ mô thế, các ông bà rất là đau đầu, mình dám chắc luôn ấy. Không thể nào mà khi mà bạn mới học toán mà mọi người đã dạy bạn logarit đúng không? Mà mọi người phải dạy bạn từ con số 1, 2, 3, 4, 5 trước đã chứ, đúng không? Tiếp tục với chiếc lông mày ở bên này, mình cũng tiếp tục điền vào chỗ trống. Và trước tiên mình tạo khuôn này. Cái phần bên dưới của phần lông mày của mình nó hơi bị thiếu nên mình sẽ tạo khuôn cho cái chỗ này. Sau khi tạo khuôn xong thì mình tập tô. Mình tập tô xong rồi thì mình tập trải. Đó, đúc kết lại cho việc kẻ lông mày của người mới bắt đầu là gì? Thứ nhất, đấy là xác định kiểu lông mặt mà phù hợp với gương mặt của mình. Thứ hai, chọn kẻ lông mày phù hợp với cả màu tóc. Thứ ba là chọn loại dễ kẻ. Thứ tư, đấy là điền vào chỗ trống. Thứ năm là mình tập tô. Và thứ sáu, mình tập trải. Thế thôi, đơn giản mà. Đấy, sau đấy thì cái phần đầu lông mày này mình sẽ gậy một hai phát vào đây. Rồi lại dùng cái đầu này mình trải ra. Đó, kẻ lông mày rất là đơn giản phải không nào? Mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Tiếp đến là phần màu mắt. Đối với những bạn nào mới tập tành trang điểm thì mọi người không cần phải mua bảng mắt quá cầu kỳ. Mọi người nên chọn những tông màu mắt nào trung tính, ví dụ như màu nút, màu hồng đào, màu cam đào. Hoặc nếu như các bạn chưa thể mua được bảng mắt nào ưng ý, các bạn có thể dùng luôn, tận dụng luôn thỏi son môi này của các bạn nè. Mình thì dùng son môi của Eclipse màu 05. Chấm một chấm ở đây, chấm ở đây, sau đó tan nhẹ ra. Thế là mình đã có được màu mắt ưng ý rồi. Tiếp theo là cho cái phần mắt bên dưới này một tí màu nữa, chấm một phát ở đây. Sau đó mình lại tan ra bên dưới như này. Đó, cái màu son này có thể cho chúng ta một hiệu ứng màu mắt là màu cam đảo. Tiếp theo, dùng luôn son môi này để làm màu má luôn. Ôi chết cha, xin lỗi mọi người nhá, mình quên mất, đã nghĩ mình phải đánh màu má này trước khi mà mình phủ phấn thì nó sẽ đúng hơn. Nhưng mà thôi không sao, đã lỡ rồi, mình cũng đã xin lỗi mọi người rồi nên mọi người bỏ qua cho mình nhé. Một sự ngu ngốc không hề nhẹ. Đó, mọi người có thể tận dụng son môi vừa làm màu mắt, vừa làm màu má, vừa làm son môi luôn, 3 trong 1, rất là tiện. Bước tiếp theo mình sẽ xử lý nốt cái mắt của mình, đấy là phần kẹp mi. Mọi người nhớ là đừng có kẹp một nhúm luôn nhá, mà là nên kẹp từ từ, từ trong ra ngoài này, và đừng bấm mạnh quá, kẹp từ từ. Đối với mascara thì mình khuyên mọi người nên chọn loại nào mà không lem, không trôi, và tùy theo nhu cầu của mỗi người. Mọi người có thể chọn mascara loại nào mà mi dày. Đối với bạn nào mà thích một đôi mi dày quyến rũ, còn những bạn nào mà thích mi nhẹ, sương sương như mình thì có thể chọn những loại mascara của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì mình dùng loại mascara của BBA. Mình chọn màu nâu cho nó tự nhiên. Khi mà mình chuốt mi thì mình sẽ chuốt theo đường zig zag, thì mi của mình sẽ tơi mi hơn, không bị vón cục. Mọi người có thấy là có đôi mi vào là trông nhìn mắt mình nó đã khác hẳn không? Hai bên này nó khác hẳn nhau không? Đối với bút kẻ lông mày này thì mọi người có thể tận dụng để vẽ sống mũi luôn. Theo mình nhá, một cách đơn giản hơn nó là như này này. Các bạn có thể bôi cái kẻ lông mày này ra tay. Đó, di ra tay như này. Sau đấy mọi người di hai bên vào với nhau. Đây là một cái mẹo mà mình dùng từ cái hồi mà mình còn đi học ấy. Sau đấy vuốt một đường từ đây, từ cái phần đầu lông mày này, hai tay cầm ở đây vuốt xuống. Đó, nó rất là dễ luôn. Cuối cùng là đánh son.
Mình chắc hẳn là tất cả những ai mà xem video của mình đều là master tô son rồi, nên là mình cũng sẽ không nói quá nhiều về mục tô son. Mình chỉ review cái sản phẩm son ngày hôm nay mình dùng. Nó rất là thích thưa mọi người ạ. Mùi chocolate nhẹ. Mình thì không thích mùi hương nhưng mà không sao, bởi vì chất son của nó rất là ok ấy. Hôm nay vì kiểu make up đang là tự nhiên thì mình sẽ chỉ đánh lòng môi thôi. Rơ ra. Lần này mình đã không cần dùng một cái kịch bản gì hết. Cũng tương tự như việc mình make up được thì mọi người cũng sẽ phải make up được nhá. Chỉ có mỗi một tí lông mày, một tí son, một tí chút mi, một tí phấn má, một tí cushion, mỗi thứ một tí, một tí, một tí là gương mặt của mình trông nhìn đã rất là hoàn thiện rồi, mà không cần phải make up quá là cầu kỳ hoặc là quá là cao siêu, đúng không? Mong rằng video này sẽ thật sự là có ích cho mọi người. Và mọi người đừng quên là Lazada có một lượt sale siêu to khổng lồ lên đến 49% và còn free ship nữa. Nên là mùa dịch như thế này, mọi người nên ở nhà mua sắm online thì sẽ tốt hơn và an toàn hơn cho người thân, cho chính bạn và cho chính gia đình của bạn. Mua hàng ở trên này thì rất là yên tâm bởi vì toàn bộ 100% đều là gian hàng chính hãng. Tất cả những cái link mình cũng đã để bên dưới này rồi, mọi người hãy click link bên dưới nhé. Mua ủng hộ mình để cho lần sau Lazada còn có thể book mình tiếp tục làm những video tiếp theo cho mọi người xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.